Chiếc Ford Mustang Bullitt 2019 đầu tiên đã được đấu giá thành công tại Barrett Racing Scottsdale với giá 300.000 USD, tương đương 6,8 tỷ Việt Nam đồng. Tất cả số tiền thu được từ việc bán Mustang Bullitt 2019 đầu tiên lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp sẽ được quyên góp cho trường học Boy Republic phi lợi nhuận, nơi dạy học cho những thanh thiếu niên gặp khó khăn. Hiện tại, hãng xe Mỹ vẫn chưa công bố giá bán lẻ của phiên bản đặc biệt này khi nó được bán ra vào cuối năm nay, nhưng chắc chắn Ford Mustang Bullitt 2019 sẽ có giá bán chính thức thấp hơn rất nhiều so với giá chốt tại phiên đấu giá Barrett Racing. 300.000 USD, tương đương 6,8 tỷ Việt Nam đồng, thực sự là một con số rất lớn để mua một chiếc Mustang, nhưng chủ sở hữu mới đều vẫn sẽ hài lòng vì biết rằng mình đã có bản sao đầu tiên, số hiệu VIN001 của Mustang Bullitt. Ford Mustang Bullitt 2019 sở hữu khối động cơ Coyote V8 5.0 lít cải tiến, sản sinh công suất 475 mã lực và 569 Nm mô men xoắn cực đại, tăng 15 mã lực so với Mustang GT tiêu chuẩn, kết hợp cùng với hộp số sàn 6 cấp và phần cần gạt có dạng như một viên bóng pizza màu trắng. Chiếc xe thể thao có thể cán tới vận tốc cực đại 263 km/h và nó nhanh hơn 13 km/h so với chiếc Mustang GT 460 mã lực. Các trang bị tiêu chuẩn của Mustang Bullitt 2019 bao gồm các ghế ngồi Recaro được bọc da đặc biệt, màu sơn Highland Green, huy hiệu Bullitt và tất cả các tính năng từ gói Performance Package 1. Bullitt sẽ là một mẫu xe sản xuất giới hạn số lượng, đã thu hút người hâm mộ ngay từ khi chưa ra mắt hoàn toàn tại triển lãm Detroit 2018. Khi đó, danh sách đấu giá của Barrett Racing đã miêu tả Bullitt như một chiếc Ford Mustang đặc biệt mới và cho biết 100% số tiền thu được từ việc bán Bullitt sẽ được đưa vào hoạt động từ thiện.